Như các bạn cũng đã biết thì khi chúng ta sở hữu một chiếc xe con tay, ngoài việc chú ý chăm sóc, thay nhớt, bảo dưỡng động cơ định kỳ thì chúng ta cũng cần nên dành thời gian quan tâm đến một cái bộ phận không kém quan trọng trên xe, đó chính là cái bộ truyền động. Và cụ thể ở đây đó chính là bộ nhông sên dĩa. Chúng tôi có một cái chiếc Rider 150 ha. Và như các bạn đã thấy ở đây thì sợi sên này đã từ lâu rồi không có được chủ xe chăm sóc kỹ lưỡng, cho nên là tôi có thể thấy được trên sợi sên là nó bị một phần là rỉ sét, cũng như là một phần là bám những cặn bẩn rất là dơ, có thể là do sử dụng nhớt thải lâu ngày mà chúng ta bôi lên sên. Thì thường là các bạn khi mà dẫn xe đến những cái tiệm sửa xe ở ngoài đường á, thì họ sau khi tăng sên cho các bạn thì họ sẽ sử dụng nhớt thải để bôi trơn sên cho các bạn. Thì cái điều này á, nó không có tốt cho cái sợi sên của mình chút nào hết. Bởi vì nhớt thải là nhớt đã qua sử dụng rồi, là đồng thời nó sẽ chứa những cái chất độc hại dễ gây ăn mòn cũng như là hư hại cho cái sợi sên của các bạn. Nếu như đối với những chiếc xe phân khối lớn đi, sợi sên mà trị giá tới khoảng vài triệu đồng mà chúng ta không chăm sóc đúng cách thì chúng ta sẽ phải sớm bỏ tiền ra mua một sợi sên mới, hoặc là thậm chí là gây nguy hiểm cho bản thân chúng ta khi mà di chuyển ở tốc độ cao. Trước tiên thì mình sẽ nói sơ qua về cái sợi sên đi. Sên thì trên thị trường hiện nay á, thì nó có hai cái loại chính. Thứ nhất là sên thường và thứ hai là sên mà có phốt cao su. Thì khác biệt giữa hai loại đó là sợi sên có phốt cao su thì nó sẽ có thêm một cái vòng đệm cao su ở bên trong cái sên nữa. Vòng đệm này nó sẽ giúp là giữ nhớt lại để mà nuôi sợi sên nó tốt hơn, tức là bôi trơn, bảo dưỡng này kia nó tốt hơn. Và sợi sên có phốt cao su cũng thường sẽ có tuổi thọ cao hơn là sợi sên thường. Và khi mà di chuyển bằng sợi sên có phốt cao su á, thì chúng ta cũng sẽ cảm nhận được là cái độ êm ái cũng như là cái độ bền chắc của cái sợi sên có phốt cao su. Nhưng mà đổi lại á, thì sợi sên phốt cao su thì chúng ta cần phải có những cái dung dịch cũng như là những cái công cụ đặc biệt để mà chúng ta bảo dưỡng vệ sinh cho nó. Bởi vì nếu mà các bạn dùng sai những cái chất tẩy rửa đi thì nó sẽ gây nguy hại cho cái vòng đệm cao su đó, khiến cho vòng đệm cao su đó nó sẽ bị rã ra, hoặc là nó sẽ bị thay đổi kích thước, khiến cho cái sợi sên của mình là chúng ta bị hư hỏng hoàn toàn luôn. Và đổi lại là các bạn sẽ phải bỏ tiền ra mua một sợi sên mới. Về cái dung dịch mà bảo dưỡng và bôi trơn sên á, thì trên thị trường hiện nay có rất là nhiều loại với những cái đặc tính cũng như là những cái đặc điểm khác nhau. Thì hôm nay thì chúng tôi chỉ chuẩn bị cho các bạn thấy một vài những cái loại cơ bản ở trên thị trường hiện nay mà các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm cũng như là mua. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng dung dịch tẩy rửa sên, xịt đều quanh cái sợi sên một lần. Các bạn xịt dung dịch tẩy rửa thì các bạn nhớ là xịt đều ở cái mặt ngoài này, rồi cái mặt ở giữa sợi sên cũng như là cái mặt ở đằng sau sợi sên luôn nha. Và các bạn nhớ là mình xịt đều lên luôn trên cái răng dĩa nha. Và sau khi xịt rồi thì mình sẽ để khoảng 10 phút để cho cái dung dịch tẩy rửa này bắt đầu có tác dụng làm sạch cái sợi sên của mình. Như bạn thấy ở đây thì dung dịch tẩy rửa sên đã bắt đầu có tác dụng và các chất bẩn đang từ từ được đẩy xuống, rớt xuống dưới sàn như thế này ha. Các bạn thấy rất là dơ. Sau khi chúng ta để khoảng một thời gian để cho nó tẩy sạch mấy chất dơ rồi đó, thì chúng ta sẽ dùng cái bàn chải chuyên dụng này để chúng ta vệ sinh cái sợi sên của mình, chà sợi sên của mình. Vì sao nên sử dụng bàn chải này? Bởi vì bàn chải này nó có, như bạn thấy, nó có ba mặt luôn, thì nó sẽ làm sạch được cả hai mặt bên trong bên ngoài cũng như là cái mặt ở giữa của sợi sên của mình. Sau khi chà xong rồi thì mình sẽ sử dụng nước để mà mình xối đi những cái cặn bẩn còn sót lại ở trên sợi sên. Để kết thúc công đoạn chà rửa của mình thì chúng ta sẽ lấy cái dĩa để mà lau sạch lại cái sợi sên của mình nha. Và sau khi chúng ta đã lau khô cái cho sợi sên của mình rồi á, thì mình sẽ sử dụng cái sản phẩm xịt bảo dưỡng bôi trơn sên. Chúng ta xịt lên đều lên cũng giống như lúc nãy luôn, là xịt đều cả ba mặt, mặt ngoài, mặt ở giữa và mặt bên trong của sợi sên. Và để các dung dịch xịt sên nó phát huy cái hiệu quả tốt nhất cũng như là tránh bị văng bẩn lên cái mâm xe của mình khi mà chạy xe á, thì các bạn sau khi xịt xong á thì chúng ta nên để cho nó khô khoảng tầm nửa tiếng hoặc là 45 phút để cho
cái dung dịch sạch sơn này nó được khô đi cũng như là thấm đều hết vào những cái mắt sơn của mình. Còn nếu bạn nào kỹ hơn á, thì chúng ta có thể sau 30-45 phút rồi các bạn xịt thêm một cái lần nữa và chúng ta sẽ để qua đêm. Sáng hôm sau khi bạn dắt xe ra, bạn sẽ cảm nhận được cái độ êm ái cũng như là cọng sơn của mình nó sẽ sáng bóng và đẹp nhất có thể. Và đó là những cái bước để mà các bạn có thể tự vệ sinh sơn cũng như là bảo dưỡng cái bộ nhôm sơn dĩa của mình tại nhà. Như các bạn đã thấy, nó rất là đơn giản và ai cũng có thể thực hiện được. Chỉ cần chúng ta có đủ những cái dụng cụ cũng như là những cái dung dịch vệ sinh bảo dưỡng bôi trơn thì chúng ta có thể thực hiện việc này tại nhà chỉ trong vòng khoảng 15 hoặc 30 phút thôi. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ like và share video clip của chúng tôi. Còn nếu các bạn muốn chúng tôi làm thêm những video clip nữa về những cái bí quyết chăm sóc, chia sẻ thêm về chủ đề mà xe máy thì hãy comment để chúng tôi biết, hỗ trợ các bạn trong những cái video clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.